Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 188. Cứu người. Bởi vì không có lý do để khoanh tay đứng nhìn, Thẩm Diệu nói. Tạ cảnh hành trầm mặc. Thẩm Diệu tự mình cũng hiểu rằng lý do này thật khó để chấp nhận. Trong mắt người khác, mối quan hệ giữa nàng và Bùi Lang trước đây gần như không có gì dù rằng quảng văn đường từng lấy danh nghĩa thầy trò nhưng cuộc trò chuyện giữa họ tổng cộng không nhiều khi đối diện với một người không quen biết nhưng lại giao phó những việc quan trọng đồng thời chưa bao giờ hoài nghi trong mắt người khác điều này thật kỳ lạ đặc biệt là tạ cảnh hành người không phải kẻ sơ ý hắn giỏi trong việc chú ý những chi tiết nhỏ mà người khác lơ là luôn nhạy cảm khiến người khác khiếp đảm thế nhưng rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng nàng cũng không thể nói thẳng ra chuyện của kiếp trước, dù người khác có tin hay không, bản thân nàng cũng không thể thuyết phục chính mình. Thẩm Diệu nghĩ rằng tạ cảnh hành sẽ hỏi thêm, nhưng hắn chỉ gật đầu, nói, có thể. Thẩm Diệu sững sờ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Điều làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhất khi giao thiệp với tạ cảnh hành chính là, trước khi trở thành bằng hữu, hắn sẽ tìm cách làm rõ hết thảy bí mật của đối phương nhưng khi đã trở thành bằng hữu hắn tôn trọng và không bức ép người khác thừa nhận những điều không muốn nói tất nhiên có lẽ hắn cũng có cách riêng để làm rõ mọi thứ chỉ là tạ cảnh hành trầm ngâm nói định vương phủ thủ vệ đông đảo cứu người dưới mí mắt phó tu nghi không phải chuyện đơn giản thầm diệu hơi động lòng ngươi định đích thân ra tay không phải vậy hắn ngữ khí nghe không rõ cảm xúc nhưng mang theo điểm không tên ý vị Ngươi yêu cầu cứu người, ta cũng không dám phạm sai lầm." Thẩm Diệu do dự nhìn hắn. Thân phận của Tạ Cảnh Hành hiện tại vì Vinh Tím công chúa cùng Tô Minh Phong đã đủ đau đầu. Hai người này tốt xấu còn có chút tình ý với hắn, nhưng Phó Tu Nghi thì khác. Nếu Phó Tu Nghi biết thân phận của Tạ Cảnh Hành, không nhân cơ hội làm gì đó thì Thẩm Diệu đã đánh giá sai về hắn. "Ngươi, cẩn thận chút." Thẩm Diệu nói ta không muốn mới cưới đã trở thành quả phụ. Tạ cảnh hành cười, ngươi làm sao có thể chú ý mình như vậy? Rồi ám muội nở nụ cười, yên tâm, sẽ không trở thành quả phụ. Thầm diệu, thôi đi, người này chắc lại đang đùa nàng, tạ cảnh hành cẩn thận như vậy, sẽ không tự mình ra tay. Có lẽ nàng lo lắng quá nhiều rồi. Sau khi nói chuyện thêm một lát, nha hoàn bên cạnh la tuyết nhạn đến thúc dục ăn cơm. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành đi ra ngoài, bữa cơm diễn ra rất hòa hợp. Tạ Cảnh Hành năm đó khiến Vinh Tín công chúa không thích, nhưng giờ lại hống rất cao hứng, chớ nói chi là La Tuyết Nhạn luôn yêu cười. Hắn kiến thức uyên bác, ngôn từ hữu lễ, thậm chí La Lăng cũng không nhịn được bị hấp dẫn bởi một số quan điểm của hắn. Thẩm Tín tuy khó tính cũng không thể nói gì, Thẩm Khâu nhưng nhớ buổi trưa Thẩm Tín đã nói, muốn hắn cùng Duệ Vương luận bàn một chút võ công. Trong lúc ăn cơm, hắn tung một câu, hôm nay cơm ăn quá nhiều, muội phu, đợi lát nữa bồi đại ca luận bàn một chút, suốt ngày ở trong phòng không tốt, chúng ta nam nhi vẫn phải làm lung lay gân cốt. Thẩm diệu ngừng lại đôi đũa trong tay, la tuyết nhạn mắng, thẩm khâu, ngươi ngứa ngáy đúng không? Có cần ta luận bàn với ngươi không? Nương, thẩm khâu ủy khuất nói, chúng ta người trẻ tuổi chuyện, ngài đừng xen vào vừa nhìn về phía duệ vương nhớ ra gì đó tự hỏi muội phu người biết võ công chứ biết sơ một chút tạ cảnh hành cười nhìn hắn thẩm khâu nghiêm mặt nói vậy thì tốt dù sao cũng là người trong hoàng thất chắc chắn quyền cước sư phụ của ngươi không tệ yên tâm đại ca sẽ không làm khó ngươi chỉ là đại ca trong quân trải qua nhiều trận đấu suốt ngày cùng đám binh lính luyện tập tay chân không nhẹ nếu như không cẩn thận hắn chắp tay mong muội phu thông cảm hắn một cái gọi đại ca muội phu thân thiết lời nói có vẻ hổ thẹn nhưng sắc mặt và ngữ khí lại rõ ràng đầy hứng thú dường như nếu không vì bữa cơm chưa xong hắn đã lập tức kéo duệ vương ra giáo trường để khoa tay múa chân la đàm cùng la lăng không mấy bận tâm cả hai đều tò mò về kỹ năng võ thuật của duệ vương thông tin về đại lương duệ vương rất ít chỉ biết hoàng thất đại lương nổi tiếng với ngoại hình đẹp đẽ, và Duệ Vương cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chi tiết về võ công của hắn rất mơ hồ, không ai đề cập nhiều, nên nghĩ rằng có lẽ hắn không xuất chúng. La Đàm lại tin vào trực giác của mình, lần trước khi đến phủ Duệ Vương cầu giúp đỡ, nàng cảm thấy Duệ Vương là người rất lợi hại. Thẩm khâu muốn so tài với Duệ Vương, La Đàm từ trước đến giờ là người thích xem trò vui, quyền cho là vây xem. La tuyết nhạn tức giận đến mức muốn đánh thẩm khâu dừng lại, nhưng trước mặt Duệ Vương, nàng vẫn phải giữ dáng vẻ chủ mẫu. Nàng chỉ biết nhìn về phía thẩm tín, ngữ khí uy hiếp, người cũng mặc kệ sao. Ai ngờ thẩm tín, người luôn tuân theo la tuyết nhạn, lại không thèm để ý, chỉ giáp một miếng ăn, rồi nói với thái độ không liên quan, chuyện của người trẻ tuổi, để chúng tự giải quyết. Thẩm diệu lập tức nhận ra điều gì đó thẩm khâu đâu có gan lớn như vậy, nhiều lần khiêu khích la tuyết nhạn, rõ ràng là có thẩm tín làm chỗ dựa. Thẩm tín muốn thử võ công của tạ cảnh hành sao? Thẩm diệu liếc nhìn tạ cảnh hành, hắn bắt gặp ánh mắt của nàng, khẽ nhếch môi cười. Người này có tài làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Chỉ đơn giản đưa giá y cũng có thể làm cho mọi người ngã ngựa đổ, thẩm diệu thật khâm phục hắn. Có sự đồng ý của thẩm tín la tuyết nhạn dù muốn ngăn cản cũng chỉ làm tăng thêm sự tức giận sau bữa ăn thẩm khâu không thể chờ đợi hơn liền kéo tạ cảnh hành ra sân thẩm trạch để tỉ thí la tuyết nhạn lo sợ có chuyện gì xảy ra chỉ đành đi theo thẩm tín tự nhiên cũng phải xem la đàm kéo la lăng cùng đi xem trò vui thẩm diệu không muốn cũng phải đến thế là mọi người tụ tập trong sân như đang xem một cuộc thi võ là tuyết nhạn cảnh cáo thẩm khâu trong bóng tối không gây ra chuyện gì phải nhẹ tay với duệ vương duệ vương là người đọc sách hoàng gia con cháu chưa từng trải khổ không nên đối xử thô bạo làm sợ hắn thẩm khâu tai trái nghe vào tai phải ra hứng thú kéo thủ hạ mang tới một loạt vũ khí hỏi mỗi phu muốn chọn cái nào cứ chọn trước giọng hắn cực kỳ lớn các loại vũ khí được đưa ra trường thương chiến kích thiết côn Loan Đao, Chín Tiết Tiên, Búa Lớn, Trường Kiếm, thậm chí còn có mấy cái lưỡi rìu to lớn, rõ ràng là những vũ khí cực kỳ cồng cảnh, khó vung lên. La Tuyết Nhạn tức giận không muốn xem, ánh mắt duệ vương hơi run run. Thẩm Khâu đắc ý nói: Muội phu, những binh khí này đều rất vừa tay, người cứ chọn, cũng coi như là đại ca nhường ngươi. Thẩm Diệu, không hiểu sao. Thẩm khâu bình thường tuy không có gì nổi bật, nhưng tại sao hôm nay lại ngốc như vậy, hầu như giống như đứa trẻ. Thẩm diệu hầu như có thể đoán được trong mắt tạ cảnh hành, thẩm khâu là một trò cười thế nào. Tạ cảnh hành nhìn lướt qua các binh khí, chọn một cái chủy thủ ngắn. Cái này, thẩm khâu sững sờ, không ngờ tạ cảnh hành lại chọn một cái chủy thủ ngắn, liền nói, muội phu tốt ánh mắt, nhưng một tấc ngắn một tấc hiểm, trùy thủ này trong ngày thường ít ai dám dùng. Ngươi không nên chọn chỉ vì nó nhẹ, chọn thanh trường kiếm này đi, tuy rằng gì nhưng không nặng, ngươi có thể để lên. Đa tạ đại ca, tạ cảnh hành cười, ta chỉ cần cái này. Thẩm khâu lạnh giọng, vậy thì đừng trách đại ca không nề mặt mũi, ngươi chọn binh khí này quá vụng về. Tạ cảnh hành kéo kéo khóe miệng. Dù hắn đeo mặt nạ, nhưng nụ cười vẫn mang theo vẻ hững hờ, vài phần trào phúng rất dễ làm người ta tức giận thẩm khâu ngay lập tức nhắc trường thương đầu thương nhắm thẳng tạ cảnh hành la tuyết nhạn che mặt mời đại ca tạ cảnh hành nho nhã lễ độ nói khoác không biết ngượng thẩm khâu một cái trước tiên gánh trường thương liền vọt tới rất nhiều năm sau thẩm khâu người từng được mệnh danh là chiến thần vẫn nhớ rõ ánh nắng ấm áp buổi trưa hôm đó sự kiện này trở thành một ký ức khó quên, vừa sỉ nhục, vừa đáng nhớ. Tất cả mọi người không thấy rõ chuyện gì xảy ra, thẩm khâu gánh thương xông tới, hai người hỗn chiến, rồi nhanh chóng tách ra, thẩm khâu bị đánh rơi thương, còn Duệ Vương thì giữ trùy thủ vững vàng đặt trên cổ thẩm khâu. Mọi người trong thẩm ra. Duệ Vương buông tay, trùy thủ xoay một cái, tựa như cười mà không phải cười nhìn thẩm khâu, đa tạ đại ca sáu chữ, thẩm khâu sắc mặt chuyển từ đỏ sang tím. Thẩm ra mọi người nhìn nhau không hiểu, la đàm lẩm bẩm, khâu biểu ca. Đã thua sao? Mọi người chấn động. Thẩm khâu võ công xuất chúng, tại minh tề trẻ tuổi chung, nói là thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Hắn từ nhỏ được thẩm khâu giáo dục, trải qua chinh chiến xa trường, không hề có một điểm yếu. Tuy nhiên, thẩm khâu lại bị dưỡi vương đánh bại, Duệ vương trùy thủ còn gác trên cổ thẩm khâu, khiến thẩm khâu không còn gì để nói. Thẩm khâu cắn răng, không cam tâm nhưng cũng phải nói, nguyện thua cuộc. La đàm ngay lập tức vỗ tay khen ngợi, muội phu thật lợi hại. Có thể đánh bại khâu biểu ca, ngươi là người có võ công cao nhất minh tề rồi. La lăng vội vàng che miệng la đàm lại, dù sao la đàm là biểu muội của thẩm khâu, nhưng lại cổ vũ cho người ngoài như thế, chắc chắn khiến thẩm khâu cảm thấy khó xử. Lo lắng, la lăng liếc nhìn la tuyết nhạn, nghĩ rằng bà sẽ không vui khi thấy con trai mình thua dưới tay người ngoài. Nhưng quay lại nhìn, la tuyết nhạn đã nhanh chân đi tới bên duệ vương, nói, cảnh hành, người võ công thật giỏi. thuở nhỏ tập võ, chỉ là khoa chân múa tay, duệ vương cười nói, không thể so với đại ca, thật xấu hổ. Người trẻ tuổi không cần khiêm nhường như thế, La Tuyết Nhạn nói, nếu có tài năng, nên kiêu ngạo, mới đúng là thiếu niên. Thầm diệu thầm nghĩ, tạ cảnh hành đã là người kiêu ngạo nhất thiên hạ, nếu để hắn kiêu ngạo thêm, hắn có thể bay lên trời. Bữa cơm này thật sự khiến cả chủ và khách đều hài lòng, La Tuyết Nhạn và La Đàm hỏi tạ cảnh hành rất nhiều về võ công. Tạ cảnh hành tỏ ra khiêm tốn vừa đủ, dường như cái gì cũng biết, nhanh chóng khiến La Tuyết Nhạn vui vẻ khi tạ cảnh hành rời đi mọi người tản đi la tuyết nhạn vẫn còn nhắc tới duệ vương đứa trẻ này nhìn cũng tốt không nói đến thân phận chỉ nói về tài năng và nhân phẩm đều là người xuất chúng mang mặt nạ ai biết hắn trông như thế nào thẩm khâu nói nương cũng quá thiên vị nếu trên mặt hắn có vết sẹo xấu thì sao nhân phẩm thì sao nhìn ra được ta không nhìn ra người biết gì la tuyết nhạn nói phúc có thi thư khí tự hoa dù không thấy mặt nhưng nhìn khí độ cũng không tệ nếu mặt không đẹp khí độ cũng có thể bù đắp ta đã qua nhiều cầu hơn ngươi nhân phẩm chỉ cần nhìn qua mắt là biết đây là thứ không thể giả tạo thẩm khâu bĩu ngôi đúng là thiên vị thẩm khâu ngươi hôm nay đã làm đủ rồi la tuyết nhạn nói nhớ lại chuyện trước đó càng giận không chỗ phát tiết ngươi khắp nơi nhằm vào hắn có ý gì dùng thời gian đố kỵ người khác để luyện võ công thì hơn người thua trong vài chiêu còn dám nói mặt mũi gì thẩm khâu vội nói ta biết rồi nương hiện tại con đi tìm cha luyện võ ngay nói xong như một làn khói chạy đi la tuyết nhạn nhìn cái dương chưa ra y của thẩm diệu nghĩ rằng cần khóa lại mới yên tâm nàng mở cái dương thấy có một tường kép bên trong có một cuốn sách nhỏ bọc vải đỏ rơi ra trong khi đó thẩm khâu đang nói chuyện với thẩm tín cha duệ vương luyện võ không chỉ vài năm nhìn dáng dấp phải từ nhỏ bắt đầu không thể mấy chiêu đã phân thắng bại với con chiêu thức của hắn cũng rất tàn nhẫn so với lính chỉ có hơn chứ không kém theo lý một hoàng thất con cháu không cần như vậy lần này con xem thường lần sau chắc chắn sẽ đánh bại hắn thẩm tín khoát tay được rồi ngươi không phải đối thủ của hắn cha thẩm khâu kinh ngạc ngài không thể vì con một lần thất bại mà xem thường con con chỉ sợ ý ai ngờ một thư sinh mặt trắng lại thâm tàng bất lộ thâm tàng bất lộ không chỉ vậy thẩm tín cắt lời mặt hiện lên vẻ phức tạp cha thẩm khâu không hiểu ngài có ý gì hắn còn giấu chuyện gì hắn không phải người tốt được rồi ngươi đi ra ngoài thẩm tín nói, đừng suy nghĩ lung tung, tập trung luyện võ. Thẩm khâu. Hắn chỉ thất bại một lần, sao như đã biến thành thư sinh tay chói gà không chặt. Thẩm khâu căm giận rời đi, quyết định từ hôm nay mỗi ngày đến thao trường luyện võ. Nhưng trước khi rời đi, hắn không nhịn được nhìn thẩm tín lần nữa. Tại sao phụ thân trông lại buồn rầu như vậy? Thẩm tín thực sự rất yêu sầu, cảm giác này càng ngày càng lớn hầu như không thể che giấu. Hắn muốn làm vài việc để rời sự chú ý, nhưng càng làm như thế, trong đầu càng bướng bỉnh nghĩ về chuyện này. Hắn để thẩm khâu thử võ công Duệ Vương, ban đầu chỉ muốn xem Duệ Vương có tư cách làm con rể thẩm ra không. Trước hôm nay, Duệ Vương chỉ là một cái tên trên thánh chỉ, thẩm ra không kỳ vọng nhiều. Họ coi Duệ Vương là người giấu dã tâm, thân sự của thẩm diệu là bất bình đẳng. Nhưng hôm nay, nhìn La Tuyết Nhạn và Duệ Vương trò chuyện vui vẻ, thẩm tín hiểu rõ thê tử mình, La Tuyết Nhạn rất hài lòng với Duệ Vương. Nếu Duệ Vương đã làm La Tuyết Nhạn hài lòng, không thể chỉ coi hắn là cái tên trên thánh chỉ. Hắn muốn làm con rể thẩm gia, phải chịu đủ các thử thách. Võ công là một trong những thử thách, không yêu cầu võ công tuyệt đỉnh, nhưng phải đủ để bảo vệ thẩm diệu. Nếu thê tử gặp nguy hiểm, chí ít phu quân phải bảo vệ được nàng. Thẩm tín nghĩ vậy, không ngờ lần tỉ thí này lại thử ra điều gì đó. Mấy tiểu bối không thấy rõ, nhưng thẩm tín và la tuyết nhạn thì nhìn rõ. Đặc biệt là thẩm tín, khi đối chiêu cùng Duệ Vương, ông nhận ra một điều bất ngờ. Duệ Vương sử dụng trùy thủ với một chiêu thức mà thẩm tín đã từng thấy trước đây, tạ đỉnh. Thẩm gia và tạ gia đối địch đã nhiều đời. Thẩm gia chú trọng quy tắc, tuân theo nguyên tắc binh pháp, trong khi tạ gia lại nổi tiếng với những chiến thuật bất ngờ, phi truyền thống. Sự đối lập này đã tồn tại qua nhiều thế hệ, nhưng nguồn gốc thực sự của mâu thuẫn này thì không ai còn nhớ rõ. Câu nói hiểu rõ nhất người của ngươi không phải bằng hữu mà là kẻ địch không sai. Thẩm tín từ thời niên thiếu đã thường xuyên so tài với tạ đỉnh. Thẩm gia có thương pháp riêng, mỗi chiêu mỗi thức đều đoan chính và đằng đằng sát khí. Tạ gia thì không có thương pháp, nhưng tạ đỉnh lại nổi danh với một chiêu trùy thủ đâm yết hầu, chiêu này khiến người khác phải kính phục và khiếp sợ. Chiêu này đặc biệt hiệu quả trong việc ám sát chủ tướng đối phương trong những trận chiến khốc liệt. Tưởng tượng đang đấu võ trên lưng ngựa, đột nhiên một trùy thủ từ đâu xuất hiện nhắm thẳng vào ít hầu, thật đáng sợ. Dựa vào chiêu này, tạ đình gần như luôn thắng trận. Ông chỉ truyền lại chiêu thức này cho đích tử duy nhất là tạ cảnh hành, hai người con thứ cũng không được truyền dạy. Thẩm tín đã từng chứng kiến tạ cảnh hành dùng chiêu này và kinh ngạc trước việc tạ cảnh hành dù trẻ nhưng đã sử dụng thành thục và thậm chí còn cải tiến chiêu thức của cha mình, làm nó càng thêm tàn nhẫn. Hôm nay, Duệ Vương sử dụng chính chiêu này khi đấu với thẩm khâu. Thậm chí còn là phiên bản cải tiến của tạ cảnh hành. Thẩm tín nhận ra ngay và dường như Duệ Vương cố tình làm chậm lại để ông thấy rõ. Thẩm tín không thể che giấu sự kinh ngạc. Tạ Cảnh Hành đã chết hai năm trước tại Bắc Cương, nhưng tại sao Duệ Vương lại sử dụng chính xác chiêu thức của Tạ Cảnh Hành? Không thể nào, nhưng hình bóng của Duệ Vương và Tạ Cảnh Hành trong mắt ông hoàn toàn trùng khớp. Ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu thầm tín, liệu Duệ Vương có thể là Tạ Cảnh Hành? Nhưng Tạ Cảnh Hành đã chết. Thẩm tín cảm thấy ý nghĩ này vừa khó tin vừa buồn cười, nhưng không thể ngăn mình suy nghĩ thêm dường như Duệ Vương muốn ông biết sự thật này. Thẩm tín quyết định giữ im lặng, điều tra thêm khi có cơ hội. Ông không muốn Thẩm diệu bị tổn thương, và nếu Duệ Vương thực sự là tạ cảnh hành, mọi thứ sẽ không đơn giản. Thời gian trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là đến niên quan. Với người bình thường, niên quan là thời điểm vui vẻ, vì là lúc kết thúc một năm và ai cũng muốn đối đãi tốt với bản thân hơn. Ăn ngon, uống tốt, và chơi vui vẻ, những ngày này dù ngắn ngủi nhưng luôn mang lại niềm vui đặc biệt. Nhưng với Bùi Lang, mỗi ngày lại như lăng trì, mỗi ngày là một sự tra tấn kéo dài. Hắn bị nhốt trong địa lao của Định Vương phủ, không biết bao lâu đã trôi qua. Hắn bị tra tấn dã man, thậm chí phó tu nghi cũng không đến gặp. Hắn đã bị thương nặng, hai chân đầy máu mồ hôi và nghe nói hôm nay sẽ bị khoét xương bánh chè, một hình phạt khủng khiếp quét xương bánh chè, cả đời chỉ có thể quỳ trước người khác. Với một người kiêu ngạo như Bùi Lang, đó là một ác mộng. Phó Tu Nghi biết rõ nhược điểm nhân tính và hình phạt này đối với một người trẻ tuổi có tương lai rộng mở như Bùi Lang là tột cùng đau đớn, một cuộc sống sống không bằng chết. Dù vậy, Bùi Lang vẫn không bán đứng thầm diệu. Lý trí của hắn vẫn khuyên nên khai ra để được giải thoát, nhưng đến phút cuối hắn lại câm lặng cứ như thể việc khai ra là một tội ác lớn hắn tự hỏi liệu kiếp trước hắn có thiếu nợ thẩm diệu gì không mà giờ đây lại cam tâm chịu khổ vì nàng đã lâu không có ai đến cứu bùi lang dần thất vọng có lẽ thẩm diệu đã quên hắn hoặc trong mắt nàng việc hy sinh một quân cờ không quan trọng không đáng bận tâm bất ngờ hắn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài âm thanh náo loạn la hét đồ vật vỡ vụn sóng nhiệt như tràn vào địa lao có người kêu lên nổi lửa rồi nổi lửa rồi lửa cháy bùi lang ngẩn ra địa lao này thuộc định vương phủ nơi chỉ có thân tín và thị vệ lui tới canh gác nghiêm ngặt sao lại có thể cháy nhưng dường như lửa đang lan nhanh có lẽ sẽ sớm được dập tắt bùi lang lần này đã đoán sai ngọn lửa không chỉ không bị dập tắt mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn khói đen bắt đầu bay vào và những tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài dần trở nên yếu ớt, xa dần. Nhà tù của Bùi Lang là gian xa nhất, gần như bị cô lập. Trong tình huống này, nếu lửa lan ra, gian phòng bên trong càng trở nên nguy hiểm hơn, không ai dám vào để cứu hắn. Bùi Lang biết rằng không ai trên đời này sẽ liều mạng để cứu một tử tù như hắn. Khi sóng nhiệt cuồn cuộn kéo đến, Bùi Lang lại thấy tình cảnh này quen thuộc như đã từng gặp trước đây mang đến cho hắn một cảm giác giải thoát. Vậy cũng tốt, Bùi Lang nghĩ, nhắm mắt lại, chấp nhận số phận. Nhưng ngay khi đó, một giọng nói xa lạ vang lên trước mặt hắn, "Này, đã chết rồi sao?" Bùi Lang mở mắt ra, ngạc nhiên thấy một người mặc áo đen trước mặt. Người này đeo khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng, trong ánh lửa mạnh mẽ, không hề tỏ ra hoảng loạn. Khi thấy Bùi Lang không trả lời, Người đó tỏ vẻ không kiên nhẫn, tìm chìa khóa ở đâu đó và mở cửa lao ra. Người này đến để cứu hắn. Bùi Lang khó tin nhưng rõ ràng người này không phải đến để làm gì khác. Nhưng tại sao đôi mắt của người này lại trông quen thuộc như vậy? 189. Bị thương. Thẩm Diệu bật một chiếc đèn vào ban đêm, dự định thu dọn sách mà Thẩm Khâu đưa tới. Thẩm Khâu luôn nghĩ rằng nàng thích đọc sách và vì nàng sắp xuất giá, anh đã tìm cho nàng một số bản đơn lẻ tốt hơn. Những bản đơn lẻ này ghi chép lại một số sự kiện lịch sử của triều đại trước và có vài cuốn là chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Thẩm Diệu định giữ lại những sách về lịch sử để dùng sau này, còn những cuốn truyện sẽ đem tặng cho La Đàm và Phùng An Ninh. Khi nàng đang thu dọn, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ. Thẩm Diệu không quen có người hầu vào ban đêm và kinh chập cùng cốc vũ thường lui sớm, nên không thể là họ nàng ngước nhìn về phía cửa sổ nhưng không thấy ai sau một hồi suy nghĩ thẩm diệu quyết định mở cửa và ra ngoài sân xem xét nàng không sợ là người xấu vì biết trong nhà có tổng dương nếu là kẻ xấu tổng dương đã sớm ra tay khi ra tới sân nàng thấy một người đứng dưới gốc cây nàng sửng sốt nhấc đèn lồng tiến lên hai bước và nhận ra đó là tạ cảnh hành Tạ Cảnh Hành không mặc trường bào màu tím như thường ngày, mà thay bằng bộ áo đen. Khi mặc áo đen, hắn trông lạnh lẽo và sát phạt hơn, mặc dù vẫn mang theo nụ cười lười biếng thường thấy. Thẩm Diệu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ. Nàng tiến lại gần và hỏi, "Sao lại đứng ở đây?" Nếu là trước kia, Tạ Cảnh Hành đã không mời mà tới thẳng vào phòng nàng uống trà. Nhưng lần này, trước khi Thẩm Diệu kịp nói gì thêm, tạ cảnh hành đột nhiên ngã vào người nàng. Thẩm diệu theo bản năng đỡ lấy hắn và cảm thấy sau lưng hắn ướt nhẹp. Nàng dùng đèn lồng soi và phát hiện đó là vết máu. Bởi vì trời đông quá lạnh, nàng không ngửi thấy mùi máu tanh ngay. Khi tạ cảnh hành ngã vào người nàng, mùi máu mới bốc lên rõ ràng. Thẩm diệu nhỏ giọng gọi, Tòng Dương. Không ai trả lời, Tòng Dương dường như không có mặt. Thẩm diệu cảm thấy lo lắng, tình huống này làm nàng hoảng hốt. Nàng không muốn làm kinh động người khác, vì không biết tại sao tạ cảnh hành lại bị thương nặng như vậy. Nàng bán kéo bán ôm đưa tạ cảnh hành vào phòng mình, đặt hắn nằm trên giường nhỏ, dự định đi gọi đại phu. Khi nàng định rời đi, tạ cảnh hành tỉnh lại và nói, không cần gọi người. Thẩm Diệu sừng sốt, ngồi xuống bên cạnh hắn và hỏi, người bị thương nặng như vậy làm sao bây giờ? Tạ cảnh hành mất sức từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc và ngất đi trước khi thẩm diệu kịp hỏi thêm. Thẩm diệu quyết định hành động. Trong phòng còn có chút nước nóng, nàng mang nước lại, tìm một cái khăn sạch, làm ẩm bằng nước nóng và bắt đầu mở áo tạ cảnh hành. Dưới ánh đèn, thân thể nam nhân trẻ tuổi hiện ra vóc người cân đối, tràn đầy sức mạnh. Thẩm diệu cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng cố gắng để động tác của mình nhanh chóng và chính xác áo của tạ cảnh hành dính đầy máu, vết máu đông lại dính chặt vào da thịt. Khi nàng xé áo, tạ cảnh hành nhíu mày, tỏ vẻ đau đớn. Thẩm diệu bất đắc dĩ, tìm một cây kéo, hơ qua lửa rồi cẩn thận cắt áo hắn ra. Trên người tạ cảnh hành có nhiều vết đau ngang dọc, tuy không quá sâu nhưng chảy máu nhiều. Thẩm diệu hiểu rằng nhiều vết thương như vậy có thể làm mất máu đến chết. Nàng nhanh chóng dùng khăn ẩm lau sạch vết máu xung quanh, lấy thuốc trong lọ rắc lên, nhưng tìm mãi không thấy vải sạch để băng bó. Cuối cùng, nàng đành lấy buộc ngực vải của mình ra để băng bó cho tạ cảnh hành. Dù không đẹp mắt, nhưng cũng đã ngăn được máu chảy. Thẩm diệu lấy từ trong ngăn kéo ra mấy viên thuốc bổ khí huyết mà La Đàm đã mua cho nàng. La Đàm nói rằng nữ tử khi đến kỳ nguyệt sự ăn vào sẽ giúp khí sắc tốt hơn. Mặc dù tạ cảnh hành không phải vì lý do đó, nhưng hắn đã mất khá nhiều máu nên thẩm diệu nghĩ thuốc này cũng có thể giúp bổ sung khí huyết. Nàng đập nát viên thuốc, pha vào nước nóng rồi đút cho tạ cảnh hành uống. Sau khi lo liệu xong mọi thứ, đêm tối đen như mực, bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì, ngay cả tiếng xúc vật. Tạ cảnh hành nằm trên giường nàng, thân hình được cuốn chặt trong lớp vải buộc ngực của thẩm diệu, trông khá kỳ quái. Thẩm diệu nhếch môi cười, định xoay người tạ cảnh hành lại để kiểm tra thêm vết thương. Áo của Tạ Cảnh Hành ướt sũng, nhưng quần lại khô ráo, nên Thẩm Diệu không nghĩ rằng hắn chỉ bị thương ở phần eo và lưng. Khi nàng di chuyển Tạ Cảnh Hành, tay nàng vô tình chạm vào đùi hắn, cảm thấy như có lớp vải dày. Thẩm Diệu hơi bất ngờ, khẽ xốc quần dài của Tạ Cảnh Hành lên và phát hiện một vết sẹo đáng sợ kéo dài từ bụng dưới. Vết sẹo này khác hẳn với những vết thương mới trên người Tạ Cảnh Hành. Những vết sẹo mới mặc dù nhiều nhưng không sâu không nguy hiểm đến tính mạng. Còn vết sẹo cũ này rất nghiêm trọng, sâu đến tận xương, cho thấy lúc trước hắn đã bị thương rất nặng. Thẩm Diệu ngạc nhiên khi nhận ra còn nhiều vết thương khác trên cơ thể Tạ Cảnh Hành, mỗi vết đều sâu và đáng sợ. Những vết thương này đã lành nhưng vẫn để lại dấu ấn rõ ràng, khiến nàng tự hỏi làm sao hắn có thể sống sót qua nhiều lần nguy hiểm như vậy. Khi nàng đang kiểm tra, Tạ Cảnh Hành rên lên một tiếng và nắm chặt cổ tay nàng thẩm diệu đỏ mặt, tưởng rằng hắn đã tỉnh lại và hiểu lầm nàng đang sờ soạng. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng thấy hắn vẫn nhắm mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thẩm diệu thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn về những vết sẹo, nhưng không dám tiếp tục khám xét. Nàng cầm một chiếc áo lớn mặc cho tạ cảnh hành và đắp chăn kín cho hắn. Sợ rằng ban đêm vết thương của hắn chưa lành hẳn sẽ bị nhiễm trùng, nàng đặt một chiếc ghế bên cạnh giường để trông chừng không biết từ lúc nào nàng đã thiếp đi khi tỉnh lại vào buổi sáng thẩm diệu thấy mình nằm trên giường nhỏ được đắp kín chăn nàng nhớ rằng đêm qua mình ngồi cạnh giường trông chừng tạ cảnh hành nhưng không ngờ lại ngủ quên và bị ai đó truyền vào giường thẩm diệu ngạc nhiên nhìn quanh phòng không thấy tạ cảnh hành đâu đột nhiên nghe tiếng nói mỉm cười từ phía sau tìm ta tạ cảnh hành mặc trung y rộng có vẻ như vừa rửa mặt xong trên cằm còn lấm tấm nước hắn trông tinh thần thoải mái hoàn toàn khác với dáng vẻ nguy kịch đêm qua thẩm diệu hỏi ngươi đã khỏe lại sao tạ cảnh hành cười đáp đương nhiên rồi thẩm diệu gật đầu quả nhiên bổ khí hoàn có hiệu quả biểu tỷ không lừa ta bổ khí hoàn tạ cảnh hành nhíu mày là cái gì thuốc bổ khí huyết cho nữ tử thẩm diệu mặt không biến sắc nói nữ tử khi đến kỳ nguyệt sự ăn một viên sẽ không bị suy nhược đêm qua thấy ngươi mất nhiều máu ta nghĩ khí huyết của ngươi cũng suy nhược nên đã cho ngươi ăn ba viên nàng mỉm cười nhìn tạ cảnh hành ngươi khôi phục nhanh như vậy xem ra đều nhờ công lao của nó tạ cảnh hành cười gượng thẩm diệu thấy hắn bị đùa giỡn thì cảm thấy buồn cười nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì nghe tạ cảnh hành nói thôi coi như là bù lại việc đêm qua ngươi sở soạn ta. Thầm rượu sừng sốt. Tạ cảnh hành tiếp tục cười ám muội đêm qua, có người không biết đang sờ soạn chỗ nào. Thầm rượu mặt đỏ bừng, tức giận nói, ngươi tỉnh rồi sao? Không thể nói, nhưng thần chí vẫn tỉnh táo. Tạ cảnh hành ngồi xuống bàn, tự nhiên như đang ở nhà mình, rót một chén trà và nhìn thầm Diệu. Thầm rượu do dự một lúc rồi hỏi, Vết thương trên người ngươi là sao? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tạ Cảnh Hành chậm rãi nói, vì giúp ngươi. Định Vương phủ không phải nơi nên đến nữa. Hắn xoay người, phó tu nghi có nhiều trò lắm, ngay cả ta cũng khó chịu nổi. Ngươi đi Định Vương phủ? Thẩm Diệu kinh ngạc, ngươi đến địa lao của Định Vương phủ? Tạ Cảnh Hành ánh mắt lóe lên, ngươi biết khá nhiều về Định Vương phủ đấy, còn biết cả địa lao? hắn nói, không sai, đêm qua ta đi dạo một chút, tiện thể cứu bùi lang. Thẩm diệu ngỡ ngàng nhìn hắn. Nàng không ngờ tạ cảnh hành sẽ đích thân đi cứu người. Thân phận của hắn rất nhạy cảm, phó tu nghi không phải kẻ dễ đối phó. Nếu bị phó tu nghi phát hiện, tạ cảnh hành sẽ gặp nhiều rắc rối. Thẩm diệu nhờ tạ cảnh hành giúp đỡ vì biết hắn có nhiều thuộc hạ giỏi, không ngờ hắn lại đích thân mạo hiểm như vậy. Thẩm Diệu cảm thấy một cảm xúc khó tả trào lên trong lòng. Nếu thật sự là từ Định Vương phủ mà Tạ Cảnh Hành bị thương thì cũng có thể hiểu được. Phó Tu Nghi vốn là một người cẩn trọng và đa nghi, với rất nhiều kẻ thù, nên Định Vương phủ luôn được bảo vệ nghiêm ngặt như một thành trì bất khả xâm phạm. Định Vương phủ Địa Lao càng là nơi Phó Tu Nghi coi trọng, giam giữ những tù nhân quan trọng, bí mật và nguy hiểm. Việc xâm nhập vào Địa Lao này và còn có thể cứu người dù chỉ sống sót trở về đã là một kỳ tích thấy thẩm diệu đứng đờ ra tạ cảnh hành nghiêng đầu nhìn nàng nghi hoặc ngươi sao không hỏi thăm về bùi tiên sinh của ngươi thẩm diệu giật mình tỉnh lại hắn còn sống không sống tốt tạ cảnh hành nhíu mày chỉ là một ngọn lửa cũng không làm tổn thương đến hắn thẩm diệu bắt lấy một chi tiết trong lời nói của hắn hỏi lại lừa ta đã đốt cháy địa lao của định vương phủ Tạ cảnh hành trả lời, nhổ cỏ tận gốc. Thẩm diệu hít vào một hơi lạnh, nếu tạ cảnh hành đã đốt địa lao của định vương phủ, phó tu nghi chắc chắn sẽ truy lùng kẻ phóng hòa đến cùng. Những bí mật quan trọng bị thiêu rụi sẽ khiến phó tu nghi mất mát rất nhiều, nên sự trả thù của hắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Thẩm diệu không khỏi khâm phục tạ cảnh hành. Nàng vẫn tự cho mình là người can đảm, nhưng dám làm những chuyện này chỉ vì biết trước tương lai. Còn tạ cảnh hành, hắn luôn làm theo ý mình, dù có chọc trời cũng không sợ. Thẩm diệu im lặng một lúc rồi hỏi, hắn hiện tại ở dưới vương phủ. Tạ cảnh hành gật đầu, Cao Dương đang trị liệu cho hắn. Thẩm diệu cảm thấy kỳ quặc, Cao Dương đang trị liệu cho bùi lang. Tại sao tạ cảnh hành lại không nhờ Cao Dương mà lại mang thương tích đến đây? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng y thuật của nàng còn cao minh hơn Cao Dương? nhưng có một điều nàng muốn biết rõ hơn thẩm diệu nhìn tạ cảnh hành chăm chú tạ cảnh hành cười nhìn ta làm gì ta thực sự không tốt bụng như vậy nếu không phải vì ngươi ngươi bị thương thế nào thẩm diệu cắt ngang lời hắn định vương phủ có nhiều hộ vệ và tử sĩ của phó tu nghi tạ cảnh hành giải thích nhiều người không tiện ta chỉ có thể một mình vào không phải cái đó thẩm diệu ngừng một chút rồi hỏi vết thương cũ của ngươi, những vết sâu đó, là bị ở đại lương sao? Tạ cảnh hành ngẩn ra, không nói gì. Ở Minh Tề chưa từng nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, thẩm diệu nói, tuy nhiên, những vết thương đó trông như đã lâu năm, là từ đâu mà có? Quan tâm ta, tạ cảnh hành cười nhạt nhìn nàng, chuyện nhỏ, không cần nhắc tới. Ta muốn biết, thẩm diệu cục mắt, coi như là chuẩn bị trước khi đi đại lương cũng được người cũng không thể để ta không hề chuẩn bị đối mặt với một nơi hoàn toàn xa lạ thẩm diệu thực sự muốn biết nguồn gốc những vết thương đó đối với nàng tạ cảnh hành luôn là một người nguy hiểm càng biết nhiều về hắn càng nguy hiểm nhưng bây giờ nàng muốn chủ động tìm hiểu về hắn tạ cảnh hành nhìn cốc trà trước mặt cười cười bị thương ở bắc cương thẩm diệu thốt nhiên ngẩng đầu tạ cảnh hành lạnh nhạt nói trong quân tạ gia có người thiên gia lúc đó vì kế hoạch thay đổi ta sớm trở về đại lương khôi phục thân phận nhưng trong quân tạ gia có người mai phục bắc cương người cùng người thiên gia trong ứng ngoài hợp đặt một cái bẫy vốn là nhằm vào tạ đỉnh nhưng vì ta thỉnh soái lệnh nên đối phó ta dù có đề phòng nhưng không ngờ thân tín của lâm an hầu lại làm người của hoàng đế hắn ám hại ta dù có đại lương mặc vũ quân tiếp ứng ta vẫn bị trọng thương hoàng huynh tương kế tựu kế treo đầu dê bán thịt chó hoàng đế tưởng đã thành công nhưng thực tế ta được đưa về đại lương dưỡng thương mất nửa năm mới đi lại được hắn nhìn thẩm diệu cười nhạt nói đúng ra ta bị thương tại minh tề thẩm diệu trong lòng chấn động rồi nhanh chóng tỉnh lại nàng liền hiểu ra tại sao tạ cảnh hành lại bị thương nặng như vậy kiếp trước và kiếp này đã có nhiều thay đổi trong đó có sự khác biệt về tình huống của Tạ gia kiếp trước Lâm An hầu Tạ Đỉnh chết trận trước sau đó Tạ Cảnh Hành nhận quân lệnh nhưng cũng không tránh khỏi cái chết nhưng kiếp này Tạ Cảnh Hành đã thay đổi quyết định và xuất chinh sớm hơn trở thành mục tiêu của hoàng đế hoàng đế muốn tiêu diệt Lâm An hầu và khi Tạ Cảnh Hành chết Lâm An hầu hoàn toàn bị tiêu diệt không cần hoàng gia ra tay nữa Minh Tề đối với ta, không có dưỡng dục, chỉ có xóa bỏ lời Tạ Cảnh Hành nói với Tô Minh Phong bây giờ đã rõ ràng hơn. Minh Tề chỉ muốn tiêu diệt Tạ Cảnh Hành. Lâm An Hầu phủ từng lập công lớn cho Minh Tề, nhưng khi quyền lực của họ quá lớn, hoàng gia không thể chịu nổi và phải tìm cách tiêu diệt. Thẩm Diệu biết rằng sự suy tàn của Lâm An Hầu phủ không thể tách rời khỏi âm mưu của hoàng gia, nhưng nghe Tạ Cảnh Hành nói ra lại là một cảm giác khác. Nếu ngay cả thân tín của tạ đỉnh cũng là gián điệp của hoàng gia, thì mọi động tĩnh của Lâm An Hầu Phủ đều dưới sự giám sát của hoàng đế. Vì vậy, tạ cảnh hành từ nhỏ đã không thân thiết với tạ đỉnh, có lẽ vì hắn biết rằng người hoàng gia luôn hiện diện trong Lâm An Hầu Phủ. Có lẽ Phương Thị cùng tạ Trường Chiêu và tạ Trường Vũ cũng từng bị văn huệ đế kiểm soát trong bóng tối, nhưng giờ đây tạ Trường Chiêu và tạ Trường Vũ đã qua đời, Phương Thị cũng gần như tan vỡ, Lâm An hầu phủ không còn người kế nghiệp, nên Văn Huệ đế cũng không còn lý do để nhắm vào Lâm An hầu phủ nữa. Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành, cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui vì hắn đã sống sót sau bao hiểm nguy. Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề không sống trong điều kiện ưu việt như Tô Minh Phong tưởng tượng. Có lẽ đại lương đưa hắn đến đây vì muốn lợi dụng địa vị của Lâm An hầu phủ, nghĩ rằng Ngọc Thanh công chúa qua đời sớm, Lâm An hầu sẽ càng yêu thương đứa con trai này nhưng không ngờ rằng bên trong vẻ ngoài hoa lệ của hầu phủ lại ẩn chứa đầy rẫy nguy cơ tạ cảnh hành sống ở lâm an hầu phủ có lẽ còn không vui vẻ bằng người thường ngược lại từ nhỏ hắn đã phải đối mặt với nhiều áp lực mà người trưởng thành cũng khó thích ứng được cung đấu mưu mô giả dối của hoàng gia tất cả đều ẩn chứa sát cơ bên trong vẻ bề ngoài nếu không có người đại lương cứu giúp ở bắc cương hoặc nếu họ đến chậm một chút Tạ Cảnh Hành đã trở thành một nắm cát vàng từ lâu. Tạ Cảnh Hành nhìn Thẩm Diệu, dù cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng hô hấp của nàng vẫn có chút chập chờn. Hắn cười, đưa tay chạm nhẹ vào đầu nàng, nói, "Ngươi sợ gì chứ? Đã đến Đại Lương, có ta ở đây, ai dám động vào ngươi?" Đại Lương cũng có hoàng thất, Thẩm Diệu vẫn lo lắng. Tạ Cảnh Hành không phủ nhận, ta cũng là hoàng thất. Ngoại trừ hoàng huynh Ngươi không cần sợ ai, nếu có ai chọc giận ngươi, nói cho ta biết, ta sẽ bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Đại Lương là địa bàn của ta, ai dám bắt nạt ngươi, chính là chống lại cả thiên hạ." Tạ Cảnh Hành nói, những chuyện chật vật ở Minh Tề, sau này không cần nhắc tới, tổn thương tự tôn. Hắn cười trêu đùa, nhưng thầm rượu lại cảm thấy lòng chua xót. Đây không phải là tổn thương tự tôn mà là quá khứ không mấy vui vẻ. Những năm tháng khó khăn đã khiến một vương tôn quý tộc phải sống như một người bình thường, bị quyền lực chèn ép. Nói thêm vài câu, trời đã sáng rõ, Kinh chập và Cốc Vũ cũng sắp tới gọi Thẩm Diệu dậy. Tạ Cảnh Hành rời đi. Sau khi hắn đi, tòng Dương bất ngờ xuất hiện. Thẩm Diệu trừng mắt nhìn hắn, hỏi: "Đêm qua ngươi đi đâu?" Đêm qua, khi Tạ Cảnh Hành bị thương, Tổng Dương lại không xuất hiện. Giờ khi mọi chuyện đã qua, hắn mới lòi mặt ra. Tổng Dương ấy náy, thiếu phu nhân, thực sự là không khéo. Hôm qua thuộc hạ có nhiệm vụ, tưởng sẽ về sớm, ai ngờ lại bị lỡ việc, khi trở về đã là sáng sớm. Thiếu phu nhân có gì phân phó không? Không có gì. Thẩm Diệu khoát tay, đóng cửa sổ rời đi. Tổng Dương nhảy lên cây, cảm thấy oan ức. Đêm qua, chủ tử phân phó hắn không được lên tiếng hắn phải ngồi sổ một đêm trên cây không được che chắn gì chủ tử bị thương nhẹ cũng cố tình về thẩm trạch không để cao dương cầm máu còn để máu chảy đầy người chỉ để thiếu phu nhân lo lắng đáng thương cho hắn chịu lạnh cả đêm còn bị thiếu phu nhân trách móc không được chủ tử thưởng gì lòng hắn đau đớn vô cùng ở phía khác tạ cảnh hành đang trên đường về duệ vương phủ Tổng Dương đã cải tạo các nhà trạch trong thẩm trạch, không còn vách tường ngăn cách, tạo thành một đại viện liên thông. Dưới cái rét mùa đông, hắn mặc chung y lỏng lẻo, khoác thêm áo choàng đen, sắc mặt tái nhợt. Hắn không đeo mặt nạ, không ung dung như thường ngày, đôi mắt hoa đào lạnh lùng. Hắn đã nói dối thẩm Diệu. Những vết thương kia, ngoài vết thương ở Bắc Cương, còn có vết thương ở Đại Lương. Tại Bắc Cương vết thương nặng nhất là do pho tướng của tạ gia quân đâm. Vết thương đó sâu thấy xương, hắn tĩnh dưỡng nửa năm, nhiều lần tưởng không qua khỏi. Cao Dương đã liều mạng cứu hắn khỏi tay Diêm Vương. Nếu đào kia chỉ sâu thêm một ly hoặc hắn đến chậm chút nữa, mạng của hắn đã không còn. Vết thương này chỉ có Cao Dương và Vĩnh Lạc Đế cùng vài thân tín biết. Khi xuất hiện trước triều đình, hắn vẫn là duệ vương tuấn Mỹ, ung dung. Trong hoàng thất, đột nhiên xuất hiện một thân vương không dễ dàng, dù vĩnh lạc đế uy nghiêm nhưng lợi ích luôn chi phối mọi thứ. Sự xuất hiện của Duệ Vương khiến nhiều người tổn thất, dẫn đến âm mưu, ám sát, đặt bẫy liên tục. Nhưng hắn đã sống sót qua tất cả. Tại Đại Lương, mọi nguy hiểm đều đến từ danh xưng Duệ Vương. Mỗi lần sống sót qua nguy cơ, ngày hôm sau hắn vẫn xuất hiện trước triều đình, ung dung như chưa từng có gì xảy ra. Kế hoạch của hắn kéo dài, đến khi mọi người kính nể và sợ hãi hắn, họ không dám manh động nữa. Đó là thành quả mà tạ cảnh hành giành được bằng mạng sống. Trong hai năm, hắn củng cố vị trí duệ vương, không còn ai dám khiêu khích. Những lần chém giết trong đêm tuyết, cạm bẫy trong triều đình, tất cả đã qua. Bây giờ, hắn đứng trong ánh dương, vẫn là quý công tử tao nhã, không vướng bụi trần. Thẩm Diệu từng nói, coi như là chuẩn bị trước khi đi đại lương cũng tốt. Người cũng không thể để ta không hề chuẩn bị, đối mặt với một nơi hoàn toàn xa lạ. Trên đường về Duệ Vương Phủ, tạ cảnh hành đi từ từ, tiếng chân vang trên mặt tuyết, cây cối chập chờn tuyết trắng. Hắn chậm rãi nở một nụ cười nhẹ. Không cần chuẩn bị gì cả. Hắn sẽ quét sạch mọi phiền phức trước khi nàng đến. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn